Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video review một địa điểm du lịch rất là hot tại Hoàng, không thể thiếu cho các bạn đam mê chụp hình selfie. Đó là lò gạch cũ tại Hoàng. Đây, đằng sau mình là một cái lò gạch cũ tại Hoàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu qua bên đó review một số địa điểm cho các bạn chụp hình. Và mình sẽ cà khịa gái trong đó nha. Sau đó mình sẽ review các đồ ăn nước uống đó nha. Chúng ta đi thôi. Bây giờ mình đã order nước uống rồi nha anh em. Thì đây là mình đã order 2 ly cho mình và một bạn thằng bài kia. Đây thì mọi người đang đi chơi vào buổi chiều rất là mát nha. Để mình uống thử nước uống ở đây như thế nào nha mọi người. Ở đây cũng rất là ngon nha mọi người. Mình uống nhiều nơi rồi nhưng mà thấy chỗ này có vẻ là ngon, đặc biệt dành cho bạn nào đam mê đồ ngọt nha. Cái này là mình order ly sô cô la soda nha mọi người. Trên nhìn xuống toàn bộ ở khu này để xem nó có đẹp như thế nào nha anh em. Ở đây có nhiều gái lắm nha.
không. Em ơi, anh quay em có bị làm sao không? Dạ. Anh quay em có bị làm sao không? Không đúng không? Không đúng không? Không đúng không? Bây giờ mình sẽ đi lên trên cao để review cho mọi người xem toàn bộ khung cảnh nha. Mọi người lưu ý một cái là nếu mà lên ở trên cao này, nếu mà đang chụp hình rất là nhiều người sẽ rất là khó đi nha. Rất là hùng vĩ và buổi chiều trời nắng cực kỳ bình yên nha anh em. Ok. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mà người thấy hay thì có thể bình luận và comment chia sẻ video của mình để có được một lần video khác. Và mọi người nếu mà chưa biết tới địa điểm này có thể xem video của mình, sau đó hãy tới đây để mà khám phá nha. Chào tạm biệt mọi người.